Chào các bạn, đây là kế hoạch bơi phượt suối Tràng An để cho các bạn hình dung ra được cái quãng đường đi. Thì tôi tóm tắt như sau: Tràng An thì cách Hà Nội 85 km. Chúng ta nên thuê xe từ 7 chỗ đến 16 chỗ để tiết kiệm tiền, bởi vì đi 2 chiều thì nó sẽ mất đâu đó khoảng 6 triệu đến 8 triệu. Thì thông thường khách đi du lịch Tràng An ấy, họ sẽ để xe ở đoạn này, gửi xe nha, bắt buộc phải gửi xe chỗ này. Sau đó họ đi qua đường thì sẽ đến cái cổng này là cổng đi vào để mua vé. Chỗ này là điểm mua vé này, ok. Đây là hai cái cầu đá. Thế sau khi mua vé xong thì chúng ta sẽ đi bộ ra đây. Đây sẽ là điểm soát vé này. Thẻ là thẻ từ. Đấy, 150.000 một người. Ở đây là bến đò Tràng An rất là rộng. Ngày hội thì có khoảng hơn 1.000 cái đò, khoảng 2.000 cái đò ở đây. Thế còn ngày thường thì có khoảng 500 cái đò túc trực ở đây để đưa du khách đi. Nếu mà các bạn đi vào ngày thường ấy, chúng ta đi ngày thường thì thứ hai trong tuần ấy, thì cả ngày nó chỉ có khoảng 100 đò đi thôi. Thế còn nếu mà ngày cao điểm thì có thể 20.000 chuyến đò đi. 20.000 chuyến đò, ok. Đoạn đường ở đây thì là nó thoai thoải, thực ra là rất là dễ có thể xuống bơi được. Tuy nhiên là các bạn để ở đây bảo vệ, họ có thể quan sát được cái vùng này rất là tốt, ok. Vậy thế là tuyệt đối chúng ta không được xuống đây bơi nhé. Điểm nhận dạng của vùng này là các bạn có nhìn thấy có một cái cầu đá ở đây đúng không? Như vậy là xe ô tô của chúng ta sẽ không nên đi đến con cầu đá này. Hoặc nếu mà chúng ta đi đến điểm cuối cùng thì chúng ta nên quay lại, bắt đầu quay lại để chúng ta xác định khoảng cách. Đi bắt đầu từ cái đoạn thắt này là bắt đầu khuất tầm mắt của bảo vệ. Thế thì chúng ta có thể để xe ở đoạn này. Chúng ta đi vào đây. Và chúng ta bắt đầu bơi ở đoạn này. Đoạn này nhé. Đoạn chúng ta bơi đây đi theo tuyến này, tuyến này. Tôi vẽ lại đúng cái tuyến mà hôm qua tôi đi nhé. Đi đến trình. Ở đây có một cái là đền trình, có nghĩa là bắt đầu đến các hang động thì chúng ta sẽ đến cái đền trình để trình các cụ đấy. Đấy, chúng ta đi men này. Ở đây có một hòn đảo này trông rất là đẹp và nên thơ. Ở cái chỗ đoạn này, chỗ mé này là chúng ta hoàn toàn có thể leo lên để chúng ta ngồi chụp ảnh được. Đấy. Đặc điểm ở cái đoạn này nó có một cái nhà này, nhà mái đỏ. Đấy, cái nhà này thì là của một người dân, họ không chấp nhận tiền đền bù công ty Thiên Trường thì họ ở đây. Tôi không nhớ là ở đây hay ở đây, nhưng đại loại có một cái nhà mái đỏ. Thế thì khi vậy là họ vẫn cứ giữ ở đây, họ không đi đâu cả. Tiếp nhé. Chúng ta đi lên trần này, lên trình này, đi qua tuyến này, ok. Sau khi mà đến cái đền trình thì các bạn bắt đầu đi xuyên qua một cái hang. Hang này dài đâu đó khoảng 200 m. Đấy, tôi thử đo cho các bạn này. Đây, 222 m, ok. Rồi, đến cái đoạn này chúng ta bắt đầu đi rẽ vào đây. Đây là hang số 1 này, đây là hang số 2 này, ok. Chúng ta sẽ đi tiếp vào đây. Các bạn để ý thấy ở đây có một cái hang rất là rộng, nhưng chúng ta sẽ không quặt vào đây. Chúng ta đi tiếp bên đây. Ở chỗ này có một cái gác chuông ở đây, nếu tôi nhớ không nhầm. Đó. Thì chúng ta sẽ đi tiếp vào, nếu tôi không nhầm là chúng ta sẽ đi vào đây. Ok. Đi vào đây, sau đó là chúng ta sẽ xuyên qua cái chỗ này.
Đây là hàng số 2 này, đây là hàng số 3 này, có thể hàng số 4 ở đây này. Ok. Rồi, tôi lại phải kéo cái bản đồ này. Không. Hàng số 4 ở đây này. Để tôi nhớ hàng số 4 ở đây này. Đi vào đây này, đi vào đây này. Số 4 đây này. Đấy, chúng ta đi qua đây này. Chúng ta đi qua đây này, chúng ta đi ra đây này. Đấy. Chúng ta sẽ đi ra đây. Có một cái hàng, hàng cũng khá dài đây. Đây. Đó. Chùa Thiên Phúc này. Đoạn này tôi không nhớ là tôi đi vào đây hay là đi vào đây, có thể là hình như là tôi đi vào đây, đi qua đây. Có một cái hang Quỳ Hậu, hang Quỳ Hậu đến đây này, xuyên qua đây này, qua đầu ra đây. Quãng đường này nó cũng khá là vòng vèo, ba này, ba này, xong đây là bốn này, bốn này, xong đến đây là năm này, năm không biết là đi xuyên qua đây hay là nó là cái thuyền để đi qua đây hay nào đấy, tôi không nhớ rõ lắm, đi nó hơi vòng vèo. Chỗ này cũng rất là đẹp, thì khó mà chúng ta có thể bị lạc đường được nếu mà chúng ta đi theo cái vòng vòng tròn như này. Tổng quãng đường chúng ta sẽ xuất phát thì tôi sẽ đo cho các bạn nha. Giả sử chúng ta sẽ tập kết ở đây. Ok. Chúng ta sẽ đi vào địa mẫu này, đi qua đền Trình. Sáu trăm, tám trăm, một cây, hàng sáng, cây ba. Cây 3,9. Không biết là xuyên qua đây không. Cứ giả sử xuyên qua đây đi. Tôi nghĩ là xuyên. Có thể hôm đấy tôi đi là không biết là đi đường nào nhỉ. Thực sự là cũng hơi khó nhớ nếu mà không vẽ bản đồ. Đấy. Hai cây 3 rồi. Tôi không nghĩ là sẽ đi xuyên qua động một đoạn dài như vậy đâu. Có thể là đi đây. Đi đây. 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 Phú Khống này. Rõ ràng là chỗ này thì có thể đến đây. Đi qua đây. Đi qua đây. Phú Khống. Khi mà đi qua thì tôi thấy Phú Khống ở đây này. Đoạn này là tôi nhớ là tôi đã đi qua đây này, chứng tỏ đi qua cái cửa hàng nó nằm ở đây, hoặc là chỉ đến đây này, xong rồi vòng qua đây này, qua một số đoạn hàng ở đây này, thì khả năng là chúng ta sẽ không đi quãng đường này mà chúng ta sẽ đi đường này. Đây nhé, đây này, đây này, vào đây, đây một hàng nữa này, hàng Sơn Dương này. Ok, chúng ta đi đèo này, hai cây rưỡi này, các bạn nhìn thấy hàng Phú Khống không? Ở đây chúng ta sẽ đi xuyên qua này. Đây, tôi nhớ tôi đã đi qua chỗ này. Chỗ này nó có một cái cửa cống, nó giống như là con kênh đi xuyên qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây này, xong rồi chúng ta lại quạt vào đây. Quạt vào đây. Ok. Chúng ta không đi vào đây, chúng ta quạt vào đây. Quạt vào đây. Đoạn này có một cái hàng rất là rộng, hàng Quỳ Hậu.
Quý Hậu để nó sẽ đi xuyên qua đây, đi xuyên qua đây, sau đó là đến vào đây, từ hang Quý Hậu nó sẽ đi qua ra đây. Đấy, 3,6 nhé, 3,7, 3,9 này, chúng ta quạt 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 vào đây thì tổng quãng đường của chúng ta phải đi là 4,3 km. Đi một vòng đi rất là đẹp. Tôi nghĩ là vòng này nó khá là an toàn nên sẽ không có bảo vệ, cùng lắm là mới không bảo vệ ở đây. Các bạn đừng quá lo, bởi vì ở đây họ không sử dụng thuyền máy để đi vào đây, đi thuyền máy chết ngay vì rất là dễ va vào các cái hang động, nó không thể đi nhanh được. Tuy nhiên là sẽ có thuyền sắt, thì thuyền sắt thì cũng bơi, họ cũng bơi nhanh đấy, nhưng mà tôi nghĩ là họ cũng chả làm gì chúng ta cả. Đấy. Nếu anh em bơi thì nên bơi đoạn này, rất là đẹp và nó an toàn. Từ đây chúng ta sẽ trích vào cái nhà này. Đây là cái nhà có mái màu đỏ, đặc điểm đây có nhà có mái màu đỏ đấy nha. Ở đây thì nó có một cái cây cầu, cầu đá nó nằm ở đâu đó ở đây đấy. Hoặc là cũng có thể nằm ở đây này. Cầu đá thì chúng ta đến ở cái đoạn này, chúng ta đổ bộ xuống, chúng ta đi men vào đây, hoặc là chúng ta cũng có cách là chúng ta sẽ đi theo đường này, đi vào đây, đi ngược lại, xong quanh đi như này. Thế nhưng mà bởi vì là hôm trước thì tôi đi theo đường ngược lại cũng sẽ quen hơn theo cách này. Rồi, đấy là một phương án nha.